Kính thưa quý vị, Hoài Đức Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng tôi sẽ có được một lời giới thiệu về khách mời đặc biệt ngày hôm nay đến đây để cùng nhau thưởng thức và giao lưu về ẩm thực. Xin mời quý vị đến với phần giới thiệu của khách mời nghệ sĩ. Sẽ đãi cho em ăn những món ăn rất đặc biệt ở nhà hàng này. Những món hải sản cực kỳ hấp dẫn. Cảm ơn em. Chào quý khách. Dạ. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện món vòi voi ăn sống và nấu cháo tại bản. Quý khách ngon miệng. Dạ. Trong bữa ăn này là anh tham gia dịch Khẩu Vị Ngôi Sao. Hey, hấp dẫn à. Và em sẽ thấy được tài năng các bạn trẻ đó mà. Anh chỉ việc ăn, thưởng thức thôi. Mình sẽ dẫn ông bạn mình tối nay quay trở lại ăn. Nhưng mà nhà này có 8 chi nhánh lận. Lựa nào gần nhà đó. Cái gần nhất ấy. Em gọi anh Hải nha. Tối nay ghé đây ăn. Ok, ngon quá. Rất đắt. Và nghệ sĩ đặc biệt ngày hôm nay, nghệ sĩ khách mời mà chúng tôi đã cố gắng mời đến đây, đó chính là nhạc sĩ điển trai Sĩ Luân. Yeah. Xin chào. Xin chào quý vị và thân mến. Sĩ Luân rất vui khi được đồng hành một chương trình thú vị thế này. Dạ, yeah, anh Luân ơi, trong cuộc sống hàng ngày anh thích ăn món ăn của ai nấu nhất? Sĩ Luân nghĩ là những người con chắc chắn là sẽ yêu thích những món ăn của mẹ nấu. Vì yeah, mẹ chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, chắc chắn mẹ sẽ biết khẩu vị mình ăn mặn hay ăn ngọt, lạc như thế nào. Dạ, vậy ngoài mẹ ra đi thì có bữa ăn nào của cô gái nào nấu cho anh ăn mà anh thấy cảm thấy ưng ý chưa? Sĩ Luân thì may mắn là đang là giảng viên, do vậy rất nhiều sinh viên nữ trổ tài. Trời. Và các bạn nam thì là rửa chén rồi đi chợ. Cảm thấy là không khí là các bạn rất thích nấu ăn và thích dành cho nhau những cái tình cảm. Dạ. Trong các món ăn. Trời ơi, hay dạ, quá. Vậy là thấy ấm áp rồi đó. Dạ. Anh Luân ơi, anh trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi. Có một giai đoạn thời gian anh gặp một số chuyện nó không may. Dạ. Nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ của mình nữa. Nhưng mà bây giờ mới bình thường lại đúng không anh? Sĩ Luân thì hay bị quên. Tuy nhiên là đồ ăn thì lại không quên. Ủa vậy là ăn cái món gì mình thích thì nó không quên. Bởi như được cái khẩu vị đó là mình ăn hơi mặn một tí, dạ, hơi cay một tí. Ồ. Và thích những món có nước. Ngày hôm nay Hoàng Rapper mời đến đây hai vị fan hâm mộ. Ôi, nữ xinh đẹp nha. Và chắc chắn nó ăn rất là ngon. Để xem có đúng cái khẩu vị của anh hay không. Dạ. Và bây giờ xin mời anh Sĩ Luân tiến đến khu vực tủ lạnh để chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao. Kính thưa quý vị, và tại khu vực nơi đây sẽ là nơi để chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao của anh Sĩ Luân. Và hy vọng là hai vị fan nữ sẽ có nhiều thông tin để nấu ăn ngon cho anh hơn. Dạ. Xin mời anh Sĩ Luân gặp gỡ hai fan nữ ngày hôm nay. Đó chính là hai bạn Thùy Linh và Hải Vân. Đây, dễ thương chưa? Dễ thương, dễ thương. Trời ơi. Chào em, dạ, cảm ơn em, cảm ơn em đã tham gia chương trình. Chào em. Nghệ sĩ, mà nhạc sĩ, ca sĩ mà đẹp trai á, fan cũng phải đẹp theo. Ý là khen hai bạn ngày hôm nay dễ thương, rất dễ thương, chắc chắn nấu ăn sẽ là số 1. Anh khen gì em có tinh thần rồi đó. Nào, chúng ta giới thiệu đôi nét về mình nào, xin mời bạn. Dạ, em tên là Thùy Linh. Dạ, hiện tại em đang làm quản lý nhà hàng Nhật.
Ồ, quản lý nhà hàng là dạ. Chắc chắn nó ăn ngon mà luôn. Nhập nhanh, Nhật Bản dạ. Nhanh dạ, dạ. Nhưng mà rõ ràng bạn quản lý nhà hàng là quản lý về kinh doanh. Như vậy bạn có trực tiếp vào bếp luôn không? Dạ có, thường khi mà nhân viên em thiếu á, em vẫn vào em nấu luôn. Thuận lỗi vậy ta. Wow dạ, xin mời em. Em xin chào anh Hoàng Rapper, xin chào anh Sĩ Lân. Em tên là Hải Vân, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại em đang là giáo viên ạ. Giáo viên mà còn có giọng nói ngọt ngào nữa chứ. Vậy là ngày hôm nay anh thấy đặc biệt ha. Có hai người bạn tham gia chương trình thì một bạn là người miền Nam. Dạ. Một bạn người miền Bắc. Dạ. Chắc chắn là hai khẩu vị hoàn toàn khác nhau nêm nếm. Vâng ơi, bạn đang là giáo viên rồi vậy có thời gian đâu mà nấu nướng? Em có thể sắp xếp thời gian, nói chung là từ nhỏ bố mẹ em đã dạy em là con gái là phải biết nấu ăn. Xuất sắc hai bác, xuất sắc thiệt. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế làm giàu luôn. Và bây giờ hãy sẵn sàng để khám phá khẩu vị ngôi sao của anh Sĩ Luân với cái tủ lạnh này. Bên trong có rất nhiều thức ăn và chúng ta ghi nhớ toàn bộ những dữ liệu này nhé. Wow, đầy đồ ăn, quá chừng luôn. Thơm nữa chứ, nhiều màu sắc, rất nhiều thức ăn. Và bây giờ, nhiệm vụ của hai người chơi sẽ lắng nghe anh Sĩ Luân chia sẻ một chút xíu manh mối thôi để mình dự đoán xem là khẩu vị của anh ấy là sao nhé. Trong đây có những món anh Luân thích hay không? Dạ có, mà nhiều nữa. Ồ, nhiều luôn. Dạ. Nhưng mà có món nào anh ghét không? Hình như là không. Không luôn. Trời ơi. Sao mà anh dễ ăn, dễ uống quá vậy ha? Anh thích ăn động vật hay thích ăn thực vật? Tất nhiên là thực vật rồi. À, thực vật luôn hả? Dạ. Hèn chứ da anh đẹp hơn da em. Giữa ăn với uống anh thích nào hơn? Tất nhiên là uống rồi. Ủa, anh thích uống hơn hả? Tại vì mình thích những cái gì nước nhiều hơn. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, đóng tủ lạnh nào. Ủa, vậy thôi đó hả? Chúng ta đã có một số dữ liệu ban đầu rồi. Bây giờ hai bạn thử đoán xem là anh ấy sẽ có khẩu vị như thế nào nữa nhé. Hồi nãy ở đầu chương trình á, anh Sĩ Luân có chia sẻ là anh ấy thích ăn mặn mặn nè, ngọt ngọt nè. Có nước. Có nước nè. Có nước. Có cay cay không anh? Cay một chút. Cay một chút dạ. Cũng được. Đắng được không? Không, không được, không được. Anh ghét đắng lắm. Đúng rồi. Cuộc đời cay đắng quá mà. Dạ. Ghét đắng. Bùi bùi được không? Bùi bùi không được. Ghê ghê. Ôi ôi, mắm nêm mắm tôm này nọ các kiểu. Mắm nêm mắm tôm được nhưng bún mắm thì không. Ồ, ngộ vậy ta. Dạ. Yeah. Nghĩa là nếu mà mắm mà là hòa ra thành nước rồi thì giống như kiểu nước mà nước mắm tôm mà lủng bủng thì lại ăn không được. Ồ, ngộ vậy ta. Dạ. Yeah. Như vậy là chúng ta đã biết được cái gu ăn uống và ẩm thực của anh Sĩ Luân rồi. Bây giờ chúng ta vào bếp thôi. Xin mời cả nhà. Nhiệm vụ của hai người chơi ngày hôm nay, hai người đẹp chúng tôi sẽ cố gắng làm sao tận dụng được 60 giây để đi lấy rất nhiều thức ăn ngon ở phía sau lưng anh Sĩ Luân và dự đoán xem đâu mới là những món mà hợp khẩu vị của anh Sĩ Luân nhất. Ai chọn được nhiều món hợp lệ và hợp khẩu vị với anh Sĩ Luân nhất, người đó sẽ có quyền lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính ngày hôm nay. Hai nguyên liệu chính đó, mình phải giành được quyền ưu tiên này để đúng với sở trường của mình. Nha, hai bạn cố gắng lên. Anh Sĩ Luân, đếm ngược đi em. Đếm 3, 2, 1 hay là 19, 8? Đếm từ 300 đi em. Dữ vậy? Cho nó lâu. Thôi 3. Chuẩn bị các bạn ạ. 3, 2, 1, bắt đầu! Hết giờ! Rất tốt, chà vừa kịp lúc luôn, nhanh nha. Nhanh. Nhanh còn hơn đàn ông đi nữa đó. Nhiều lúc đến đây là những fan nam á anh, lấy không nhiều bằng hai bạn đâu. Đúng rồi. Hai người đẹp di chuyển như tốc độ kinh khủng. Anh muốn kiểm tra phòng bếp của bạn nào trước? Bên đây trước đi ạ. À. Dạ rồi, bên bạn bên này thấy lấy hơi nhiều ạ. Bên đây hơi nhiều ạ. Ôi Linh ơi, xuất sắc Linh ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món luôn. Wow, wow. Nhiều. Trong 8 món này anh sẽ luôn hợp khẩu vị và thích mấy món? Anh hãy thích nhiều nhiều đi anh. Trời ơi, trời xin năng nỉ nha. Thích nhiều nhiều đi anh. Như các bạn cũng thấy là Sĩ Luân là người mà chuyên thích ăn nước. Nếu vậy là 1, 2, 3. Ê, cái này chè cũng có nước này. Ăn cái này có nước. Dạ, 4. Này, cái này dây u có nước này. Dạ không. Dây u thì ít ăn lắm. Dạ, dạ. 4 như này. 5, thịt bò. Thịt bò luôn. Cái này cũng có bò nè. Thôi, mỡ lắm. Mỡ hả? Dạ, cái này là... À, dầu mỡ. Dầu mỡ nhiều quá. Dầu mỡ. Còn bánh hả anh? Bánh xung, bánh xung. Không, tinh bột nhiều thì bị mập dữ lắm. À, vậy hả? Vậy là 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5, 5 trên 8 món. Vậy là quá tốt rồi. 5 món rồi nha. 5 món. Chúc mừng bạn Linh. Dạ. Bây giờ mình kiểm tra bên bếp của bạn Vân. Người đẹp đi cũng giỏi lắm ấy chứ. Lấy được 6 món nè. Em biết là anh thích ăn những cái món nước, thế nên là em lấy lại toàn món khô thôi ạ. À. Trời ơi, sao làm khó vậy? Trời ơi, quý áo, sao duyên dáng. Nhưng mà em nghĩ rằng là anh sẽ thích. Dạ. Bởi vì những cái chất này em nghĩ không có béo lắm. Bản thân Sĩ Luân thì nói từ đầu là mình không thích những món khô. Tuy nhiên là những món nào mà liên quan tới đồ biển, đồ sông là dễ chịu. Còn thịt thì ít ăn hơn. Ví dụ là món cá này. Đây là một tuyệt phẩm của Việt Nam chúng ta, cá kho mà. Phải có ăn. Cái thứ hai đây món nhậu ạ. Đó,
Con mực dễ ăn, có thể vừa ăn vừa xem phim. Dạ, dạ, dễ giao lưu bạn bè nữa. Dạ, món mực này cũng hấp dẫn luôn. Ok, bạch tuộc mà ai không thích. Dạ, tiếp theo là chiên thì là không thích rồi. À, dạ, dầu mỡ. Dạ, cái gà, à, gà này hấp dẫn. Dạ. Nhiêu đó ạ? Vậy là mấy món anh? 1, 2, 3, 4. 4 món. Chúc mừng bạn Vân. 4 thì nhỏ hơn 5 bên kia. Ủa vậy hả? Chà, sự xích nhau có đúng một món thôi. Như vậy bạn Linh là người có được quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính. Chúc mừng Thùy Linh. Chúc mừng em. Đây là hai nguyên liệu chính ngày hôm nay. Trời ơi, ngon anh. Từ rồi rối luôn. Ngay là ghẹ ha. Dạ ghẹ. Và đây là tuột. Dạ chính xác. Thùy Linh, em lựa đi. Giữa người ấy và anh, em chọn ai? À, không, lên giữa. Dạ. Dạ. Bạch tuột, em chọn con nào? Em chọn bạch tuột. Bạch tuộc. Ờ, lý do tại sao em chọn bạch tuộc này dễ hấp nè, bỏ vô luộc một cái là chín liền á. Cái gì mà càng dễ nó đâu có hấp dẫn đâu anh. Tinh tế. Đấy. Rồi, xin mời anh Sĩ Luân trao phần bạch tuộc này dành cho bạn Linh. Anh trao phần ghẹ này. Ủa, cho bạn bên đây hả? Rồi, xin chúc mừng bạn, chúc thành công. Xin được cảm ơn anh. Vâng, tận dụng nha, ghẹ nó cũng dễ chế biến lắm. Dễ hấp dẫn mà. Dạ. Ngọt. Hấp dẫn hay quá, nhưng mà không biết cái công thức nào đây. Bởi vì chỉ có nguyên liệu chính thôi. Bây giờ chả lẽ bỏ vô nước hấp luộc thì mất ngon, không gì đặc sắc chứ. Phải khám phá khẩu vị ngôi sao với nguyên liệu phụ. Và bây giờ sẽ là phần tiếp sức thực phẩm. Hãy sẵn sàng để tiếp xúc thực phẩm cùng với khẩu vị ngôi sao. Ngay bây giờ thì nhà sĩ Sĩ Luân sẽ cố gắng làm sao tương tác thật là tốt với sự gợi ý của những người chơi. Đầu tiên sẽ là bạn Thùy Linh. Bạn sẽ cố gắng làm sao trong vòng 60 giây mình gợi ý những cái đề bài xuất hiện ở đằng sau lưng anh luôn á, là những nguyên liệu gì, mô tả nhưng không được phạm vào những từ khóa trên đáp án. Sau đó anh cố gắng làm sao đoán những món ăn đó, những nguyên liệu nào hợp lệ, anh được quyền 30 giây tiếp theo chạy đi siêu thị và đi mua đồ gấp đem về cho Linh. 3, 2, 1 bắt đầu. Anh, cái gì mà còn gì, cái gì mà cua cá mực, cái gì cua cá mực chữ đầu tiên, cua cá mực chữ đầu tiên, cua C. Cái chữ đầu tiên mà tao cua cá mực. Tôm. Một chữ nữa, một mắm chữ tôm, nữa. Mắm tôm. À, qua đi. Ờ, câu này khó. À, cái gì mà nó giống như hạt chi đó anh. Rồi xong, phạm vi. Qua luôn. Anh, Hàn Quốc ăn cái gì? Kim chi. Đúng rồi. Cái gì mà đậu hũ non á, người ta nấu canh với cái này với tôm khô á, nó giống như hành vậy em, nó xanh giống hành vậy nhưng mà không phải hành. Qua luôn, qua đi, qua qua. Anh, cái này là nó giống như là cái gì, quên rồi. Năm. Cái gì mà mình ăn vậy nè, mình ăn trừ cơm, hai cơm. Cháu. Không phải, nó dài màu vàng. Mì. Nó không phải khô, Đúng. Hết 60 giây, 30 giây đi chợ. Đi chợ. Cuộc đời sao vất vả vậy? Chạy anh ơi, bây giờ mình nhớ được món nào mình lấy món đó anh ơi. Đại đi anh, mình chỉ có 30 giây đi chợ thôi. Lấy đi anh. Sao không có món gì mà nó giống như mô tả vậy? Anh nhớ lại rồi anh lấy. Hả? Anh còn 15 giây nữa, Đừng hối. Cuộc đời hối là tiêu. Dạ. Còn 5 giây. 5, 4, hey. 3, 2, 1. Chà. Anh Luân lấy chi nhiều dữ vậy anh Luân? Thì nãy anh thấy là nghe có chữ tôm gì đó, cái anh lấy tôm. Cái anh quay thấy chữ mắm, lấy nước mắm với tôm vô này. Trời đất ơi, trời. Đúng sai là còn trừ được một cái. Dạ, coi như an toàn đi anh ha. Kiểm tra đề bài. Tôm sú. Trời ơi, không có tôm sú rồi. Tiếp theo, hạt mè. Tiếp, mà phải mùi nữa chứ. Kim chi. Chà, quên được kim chi đó. Đó, anh Hàn Quốc. Hư não rồi, mất nhớ. Tiếp theo, giá hẹ. Đó, hay quá, được giá hẹ. Dạ, nhưng mà anh đoán chưa đúng. Ủa vậy hả? Anh phải đoán ở đó đúng giá hẹ hai chữ rồi anh mới được lấy mới hợp. Trời lại. Trời ơi, khó chứ vậy. Chứ lấy đại đâu có được. Mì tươi. Mì tươi. Có mì. Dạ, nhưng mà cũng khúc đó không nói được luôn. Anh chuyển qua mì mà mì bún, không hợp lệ luôn. Còn không à, hết luôn. Xong phim. Ủa, chưa có ai mà lập kỷ lục đáng nể nhanh. Nếu như muốn được một bữa ăn ngon ngày hôm nay, anh phải chấp nhận một hình phạt để đem lại toàn bộ những người phụ này về cho bạn Thùy Linh. Anh sẵn sàng không? Hình phạt là gì ạ? Để coi anh có chịu hình phạt với dân luôn không? Làm lần luôn cho gọn luôn hả? Vâng ơi, vào vị trí đi em. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu của bạn Vân. Cố gắng nghe em. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Từ này có 3 từ. Ờ. Nó giống như là bún hủ tiếu. Thì mình ăn với cái gì nữa? Phở. Không phải phở, không bánh phải canh, phở. Bánh canh. Bánh canh gồm nhiều thì gọi là gì anh? Là cục bánh canh. Không phải cục. Nhỏ hơn. Sợi bánh canh. Giỏi, xuất sắc. Cái trái gì mình hái xuống mình uống nước rồi. Làm gì chứ nước rồi. Cái gì mọc từ thân lúa ra hoặc là từ... Thân lúa. Ra. Hai từ.
Rơm rạ. Rơm đúng rồi. Vậy thì cái gì từ rơm? Hình dạng nó như thế này nè anh. Không mũ nón nữa. Có cái thân với mũ. Cái thơm. Rơm phía sau đúng rồi, từ đầu tiên. Mũ rơm. Bỏ qua. Cái này có thể làm ra màu được. Bỏ qua cái này cho em. Cái này mình có thể ăn với bún hủ tiếu. 4. Màu xanh. 2. Hai từ. Ớt xanh. Hết thời gian. 30 giây đi chợ. Anh ráng nhớ. Thì cuối cùng đúng không món vậy trời. Ráng lên. Món nhớ là món gì vậy? Ủa, không nhớ luôn hả? Em cũng nhớ luôn, thiệt. Chúng ta có một cái là bánh canh. Đây là mì. Bánh canh đây. Trời nhớ em kẹt kìa bây giờ. Bánh canh. Hợp lý. Còn gì nữa không anh? Anh còn 5 giây nữa. Không, đã hết rồi, đi cho kịp. Dạ đó, lẹ anh ơi. May quá đúng được cái. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại đề bài để xem là Hạnh Luân thiếu bao nhiêu nguyên liệu nè. Đầu tiên là bánh canh. Yeah. Lúc đó bạn gợi ý phạm quy chữ nước. Lấy chai gì lấy nước. Ủa quá. Tiếp. Nắm rơm anh ơi. Anh đã nói được rơm rạ. Rơm rạ thì ăn đâu có được. Hạt điều đỏ là thua rồi. Hạt điều đỏ là chắc em cũng thua luôn á. Tiếp tục nào. Rau sống thì ăn với bún này nọ. Em nói bún màu quế hay gì? Bún riêu hả? Yeah. Thì anh là ăn với mù tạt hả Gân? Anh tưởng lấy hải sản, tao muốn ra chấm mù tạt chứ. Như vậy là anh chỉ đem về đúng một món nguyên liệu phụ thôi. Vẫn còn thiếu khá nhiều là công thức chế biến mình vẫn chưa hoàn hảo. Một hình phạt khủng khiếp đang chờ anh Sĩ Luân, người đang nắm giữ kỷ lục có thành tích tốt nhất từ dưới đếm lên ngày hôm nay của Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin mời quý vị hãy chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao cùng Sĩ Luân. Khởi động, làm nóng đi người đẹp. Đó đúng rồi. Bởi vì sao? Đây là một hình phạt khủng khiếp nhất từ trước đến giờ dành cho anh Sĩ Luân mà. Ủa mấy người kia bị giống mình không? Dạ không, nói chung là thiếu ít á thì phạt nhẹ, mà thiếu nặng như anh á là phạt cho nặng. Có ai nặng như anh không? Chưa luôn hả? Anh là kỷ lục gia của chương trình luôn á. Hãy sẵn sàng, hình phạt của anh phải cố gắng làm sao hứng trọn vẹn với trò chơi được mang tên Người Tung Người Hứng. Hứng trọn vẹn là hứng thế nào? Là hai người đẹp sẽ đứng xoay lưng lại với anh, không được nhìn thấy anh, sau đó cầm bóng ném ngược ra đằng sau. Nhiệm vụ của anh là đeo cái gù ở trước bụng mình á, đó canh làm sao biên độ đường đi của trái bóng và hứng trọn vẹn, không giới hạn về thời gian. Miễn sao anh thu hoạch được 5 trái là em cho anh lấy lại hết toàn bộ nguyên liệu. Năm trái được. Nhưng mà không được vượt qua cái vạch màu vàng ở dưới chân nha. Đồng ý. Sẵn sàng nha hai người đẹp. 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ thôi. Ui giời, sắp được rồi. Trời ơi, vừa qua vạch rồi. Từ. Rồi qua vạch rồi. Anh Mạnh lên. Trời ơi. Chạm vạch. Chưa hợp lại, chạm vạch thôi. Anh lấy ra đi. Cố lên anh. Khoan, từ. Từ, các bạn đang bỏ banh đó. Trời ơi, từ. Rồi, vô hai bạn nữ kia, vậy ra lại thôi. Hay đó, hợp lại. Ui giời. Từ, chưa. Chồng mấy chập nha. Từ, trời ơi, không, từ, chưa. Có hai trái không hợp lại nha. Được chưa anh? Trời ơi, trái nè, rồi. Ê luôn. Có chân chạm bạch kìa. Hay quá, ra ngoài rồi. Trời ơi, ủng quá, nó ra ngoài rồi. Vô. Hay quá, ở chỗ ủng quá. Rồi. Vô. Hay quá, trời ơi, ra ngoài, lại ra ngoài rồi, tích ghê luôn á. Vô. Hay quá. Được trái rồi, còn hai trái nữa. Quá dữ rồi. Từ. Xuất sắc. Từ. Anh chụp đi nha, chụp nè, em nè. Chụp. Dễ thương quá. Nữa đi em. Hay quá, trời hay quá luôn ơi. Chụp, vào chưa? Hay quá, tuyệt vời luôn. Quá dữ luôn. Anh nè, vô. Tiếp rồi. Hay quá. Xuất sắc, anh là thua không được rồi. Quá dữ luôn, đặng nhanh là có ghen tài danh luôn. Quá dữ luôn. Xuất sắc, chơi nữa nè. Hay quá, lại lên, cố lên. Hay quá. Tiếp rồi. Quá dữ luôn. Ây da, ôi da. Ôi, chơi tay luôn. Quá dữ. Anh xuất sắc. Anh chơi rất nhiệt tình, anh chơi hết mình. Dạ. Em nói chỉ cần 5 trái thôi, anh quất cho 10 trái luôn. Ủa sao không nói ngừng lại? Trời ơi, em nói 5 trái thôi, anh phải để ý chứ, anh phải đếm chứ. Chính vì cái tinh thần hết mình đó của anh, em quyết định toàn bộ nguyên liệu phụ thuộc về hai người đẹp. Cảm ơn anh. Ủa vậy mình được cái gì? Anh được ăn. Cũng được. Với nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ đã sẵn sàng rồi, xin mời hai người đẹp vào bếp và chúc cho hai bạn nấu ăn thật là ngon. Còn anh Sĩ Luân đi trường nước biển đi anh ơi, em thấy mặt anh bái lắm rồi. Đi ra thư giãn xíu nè.
vỗ tay anh. Vỗ tay. Trời ơi, sắc. Hai món ăn trình bày đẹp mắt hết sức luôn. Bên đây đậm đà, bên đây thanh tao. Linh ơi, em đặt tên món ăn mình là gì nào? Dạ, cái này là mì cay la. Mì cay la. Cay quá la. Mì cay la. Mì cay quá mình la lên. À, cay quá la lên. Dạ không, vừa đủ để la thôi. Hay ha, ngon. Bên đây là bánh canh gì em? À, đây là món bánh canh ghẹ miền Trung ạ. Bánh canh ghẹ mà hương vị miền Trung nhanh. Bởi vì em là người miền Bắc, em sống ở miền Nam, vì vậy em sẽ nấu món bánh canh ghẹ miền Trung. Hợp lý, em là người yêu Việt Nam quá. Sao lạ lạ vậy ta? Ăn một món rồi đi xuyên Việt luôn thấy rồi. Đó. Rồi xin mời hai người đẹp về vị trí ghế ngồi để chia sẻ nhiều hơn. Bây giờ thì anh Sĩ Luân muốn thưởng thức món nào trước à? Cả hai món đều là món nước. Anh nghĩ là chắc món kia trước đi. Dạ. Tại món này thấy tinh thần là cay quá rồi. Đà, cái màu đậm đà. Đầu tiên là món bánh canh ghẹ hương vị miền Trung của bạn Vân. Bạn muốn gói ghém tình cảm và lời chúc như thế nào dành cho anh Sĩ Luân? Qua món bánh canh này thì em muốn gửi tới anh Luân, đó là lời chúc sức khỏe. Và thứ hai nữa là có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp luôn luôn thăng tiến. Ôi tuyệt vời, cảm ơn bạn. Quá đã, quá đã. Quá ý nghĩa quá, cho bạn hết tô quá. Dạ dạ dạ, thử luôn đi anh. Dạ. Ồ, bên đây là nước chấm hả bạn? Đây là nước muối tiêu xanh ạ. Rất đậm đà hương vị hải sản. Cái màu đẹp hết sức hà. Như bạn có bỏ nước dừa phải không? Có không ta? Cái ngọt. Có nước cốt dừa. Có nước cốt dừa đó. Hàng chi ngậy ngậy béo béo thơm thơm. Cái phần ngọt này có mùi hương vị của nấm rơm nữa. Anh thấy cái phần ghẹ như nào? Phần ghẹ chín rất là tới. Mình tưởng bánh canh bình thường là mình ăn như ở ngoài hàng quán. Dạ. Là nước nó trong. Dạ. Và nó chỉ có xương, hầm xương thôi. Thì ở đây thì bạn sáng tạo thêm là bạn đổ nước dừa vào. Giá như chúng ta có miếng chanh dắt vô nữa thì là nó sẽ có một cái điều hấp dẫn lôi cuốn. Hợp khẩu vị của anh Sĩ Luân. Một món ăn gia đình hạnh phúc ha. Xin mời anh trả khẩu vị lại về con số mo để đảm bảo công bằng cho món này. Cái này nước là sệt sệt, không giống như nước kia lỏng lỏng ha. Ồ hố, ồ hố, à. Mì cay nước sệt à. Cái này là màu thôi. Nồng nàn. Nồng nàn thôi. Anh đi diễn cho em. Lo lắng hơi Linh nè. Nhưng mà cái vị nó đã lắm anh. Ấm ấm cổ luôn á. Còn ở trong nữa, mì nữa, cái sợi mì á. Cái mùi nó dậy, đứng xa xa là thấy dậy dậy. Ngon quá. Thế nào? Bà tu, không có dai. Sợi mì mềm. Ai muốn ăn cay cỡ nào thì bỏ sa tế vô. Dạ. Còn cái vị the the trong cái phần mì của mình có sẵn là cũng là từ ớt. Dạ đúng rồi, làm từ ớt. Không hề gây khó chịu. Rất là nồng nàn. Thật sự thì cả hai bạn đều dành trọn cái tình cảm. Đúng rồi. Vào cái món ăn này dành tặng cho Sĩ Luân. Và Sĩ Luân nghĩ là mình một người rất may mắn. Nhưng mà để nhỉnh hơn một tí về cái điểm cộng. Ngậy ngậy béo béo thơm thơm. Cái phần ngọt này có mùi hương vị của nấm rơm nữa. Phần ghẹ chín rất là tới. Cái này là màu thôi. Nồng nàn. Nồng nàn thôi. Cái vị nó đã lắm anh. Ấm ấm cổ luôn á. Sĩ Luân sẽ chọn món này. Là món gì? Món mì cay la. Dạ. Tại sao? Tại sao? Bởi vì mình chưa ăn món này bao giờ. Như vậy quyết định cuối cùng của anh, món ăn chiến thắng ngày hôm nay là món là mì hơn cay mì la. Dạ. Chúc mừng Thị Linh. Chúc mừng bạn. Và cũng chúc mừng và cảm ơn bạn Vân rất là nhiều. Nào chúng ta lại nào. Và bây giờ sẽ là phần trao thưởng những phần quà dành cho người về nhì ngày hôm nay. Một voucher trị giá 500.000 đồng đến từ nhà tài trợ. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Cùng với một phần quà tặng cho bạn Vân nha. Rồi còn đây quà của Linh. Chà hoành tráng quá. Chà hoành tráng quá. Xuất sắc luôn. Anh Luân sẽ thay mặt cho chương trình xin trao tặng bạn. Chúc mừng em một món mì đặc biệt 5 triệu đồng tiền mặt cùng với voucher trị giá 1 triệu đồng của nhà tài trợ cùng với một phần quà của chúng tôi. Dạ. Cảm ơn Sĩ Luân rất nhiều ạ. Vân ơi, mặc dù mình không chiến thắng á, nhưng mà cũng có buồn chút xíu nào không? Quan trọng là em được gặp anh Sĩ Luân. Đó là lý do vì sao em đến. Và món ăn của em là em đã nấu cố gắng hết sức rồi. Thế nên là em không buồn một tí nào hết. Cảm ơn em. Còn với Linh thì sao nào? Dạ, em cũng biết nói gì hơn là em cảm ơn anh Sĩ Luân, cảm ơn anh Hoàng Rapper. Nói chung là em rất là vui, dẫu biết nói sao nữa. Nói chung là cái món mình nấu á thì mình sẽ bỏ nhiều tâm huyết vô và công sức vô. Và mình muốn cái người ăn á thưởng thức lúc nào cũng là ngon nhất. Thì hôm nay điều đó em đã làm được rồi. Thì em cũng cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bạn Linh, cảm ơn bạn Vân và cảm ơn Sĩ Luân. Chúc cho anh Luân luôn đẹp trai, luôn tài năng và nhiều sức khỏe. Cảm ơn MC xinh đẹp, cảm ơn quý vị khán giả. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Rạn Biển hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.